Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại Vũ Lê Channel. Các bạn thấy mấy cái thùng rồ hôm nay có gì lạ thùng này thùng con common x của mình nè. Bình thường là mình để cái miếng che sáng vậy thôi, che đỡ nắng á. Hôm nay là phải gắn thêm một cái tấm lưới. Để mình bỏ ra cho các bạn coi. Đó. Hôm nay mình phải gắn thêm một cái tấm lưới. Đây, con nhện hồ ở đây. Đó nè, bên này cũng vậy, con Ali thì vẫn vậy. Con Ali thì cũng không cần phải con Ali thì cũng không cần phải gắn cái nắp, nhưng mà con Common X bên kia cũng phải gắn. Đầu đo sai lại coi, đây cũng tương đối vậy đó. Đây, con mẹ con Common X này cũng vậy. Qua đây. Bình thường các bạn nhớ là mình để một cái tấm gạch bông như này để che nó. Rồi giờ mình cảm thấy là nguy hiểm quá nên mình phải gắn cái tấm lưới. Thì lý do là buổi tối hôm qua đó mình đi làm về thì mình cũng như bình thường mình lên sân thượng mình chill. Sau khi mình vệ sinh thân thể ăn uống các kiểu á thì mình có thói quen là mình sân thượng mình thư giãn chút xíu. Rồi con kỳ đà này, con rùa mata này, con mấy con ruồi nè. Thì mình đi mấy hồ kia thấy bình thường. Hai hồ kia bình thường. Cái thùng này mình nhìn hoài không ra con mắc dịch này đâu, con khỉ này đâu, nó chơi nó trốn các bạn. Nước như vậy nha các bạn, để nước như vậy cứ nghĩ là nó không ra được, nó ra được đó. Nước như vậy là cách cách thành một khúc vậy nè, cũng cũng hai mấy xăng á mà nó vẫn ra được nha. Nó leo ở đây, leo trên này xong rồi nó bò ra ngoài. Mình đi tìm, trời ơi, mình đi tìm 15 phút, 15 20 phút thì mình lục tung cái sân thượng mình lên. Thì cái sân thượng mình có chút xíu à nè, có bao nhiêu rồi thôi à. Mình thì cứ sợ là nó leo ra đây, xong rồi nó leo lên cái bậc này nè, leo ra ngoài, leo nó nhảy xuống nhà cái chết. Tìm, trời ơi, tìm quá trời tìm, tìm không ra, không biết nó đi đâu. Thì cái mình lấy cái đèn pin, tại tối tối khuya mà, cái mình lấy đèn pin mình xoay vòng, mình tìm với mấy cái học cây, mấy hốc cây rồi đó, xong mình xoay cái hồ này, cái thấy mẹ lù lù mới lú cái đầu lên. Nó có thể nó leo ra khỏi cái hồ này, xong mình không biết cách bằng cách nào mà nó leo ra khỏi cái hồ này, xong rồi nó leo qua bên hồ này luôn. Cái thùng này, cái thùng nuôi cá của mình, thì cái thùng này là mình mở tiệm cá, những cá bị lỗi á, thì mình không có bỏ, mà mình không bán khách hàng được thì mình sẽ bỏ ở đây, gọi là mình cứu mang nó gì đó. Mà nó chui vô nó lùa sạch không còn một con mắc dịch dã man này. Trời ơi, mày thật là độc ác. Thì video này là mình làm mục đích mình muốn nhắc các bạn phải cảnh giác. Những con rùa Ali á, thì không có sao, Ali nữa, cái tính nó thụ động, nó không có lo nhau. Còn tụi common này là nó chùm luôn đó, tụi common là nó chùm đào tẩu luôn. Các bạn nuôi nó các bạn phải cẩn thận, phải có lưới đậy, còn không thì hồ phải cao lên nha, cái thành hồ phải cao lên, hồ phải cao càng tốt. Có trường hợp là những các bạn mà hỏi mình là sao nuôi thùng mút được không anh, hay là nuôi nuôi trong thùng nhựa được không anh, thì tùy. Nếu mà thùng mút á, là các bạn không nên nuôi nha, tại thùng mút á, là nó hai cái cạnh á, nó bám hai cái tay hai cái móng nó mẹ nó tại nó leo nó chui ra ngoài nha, con này nó nguy hiểm lắm. Còn thùng nhựa thì cũng phải vậy, thùng nhựa là phải để cao lên hoặc là có nắp đậy, chứ tụi này là nó khả năng nó đào tẩu rất là cao nha. Mình từng chứng kiến bạn mình nuôi cái hồ xi măng mà xung quanh là không có lót gạch bông các bạn, thì bề mặt xi măng nó nhám mà nó nghe cái cạnh này nè, bắt đầu nó báo hai móc, hai cái tay nó móc leo lên. Con rùa say xấu thôi mà đào tẩu ra khỏi được cái hồ xi măng đó. Bởi vậy tụi này các bạn nuôi phải cẩn thận, để ý nó. Những con nào mà có khả năng leo ra ngoài là chúng ta phải đề phòng, như con mất nết này thì chắc chắn là không leo ra ngoài được nên không cần phải đề phòng, không cần phải che chắn gì hết. Cái con heo của mình này cũng tương đối rồi ha, ít bùn nó mau lớn, ăn mau lớn rồi, ăn phàm mà tạp ăn mà. Tụi rùa thì phải để ý chút xíu, con này là chưa leo ra nhưng mình cũng sợ nè, nó có khả năng leo ra nên mình cũng phải hạ thấp mực nước xuống, đồng thời thay che với miếng gạch bông thì mình gắn lưới nó luôn cho an toàn chứ ra ngoài nguy hiểm. Ali thì không sao đó,
các bạn nuôi tụi nó thì các bạn nhớ để ý cẩn thận nha, chứ nó đào tẩu mất công phiền hà lắm á. Rồi mình dùng video tại đây, chào mừng các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, bye bye.